Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong trận đấu ngày hôm nay thì người ta cũng đang chờ đợi những cuộc đối đầu giữa các cá nhân xuất sắc. Một pha xử lý rất thoải mái. Đứng chỉ vào. Không được. Thêm một tình huống nữa khiến cho khung thành bị đặt trong tình trạng báo động. Cancelo đang có bóng. Zinchenko. Pedro Torres. Không hiểu. Rất tốt. Và bàn phá rất đúng lúc. Rodrigo. Pha lấy bóng thành công. Một pha lên bóng như vũ bão. Pha đi bóng rất quyết tâm. Xử lý rất tự tin. Chuyền vào. Lallana. Pha bắt bài rất tốt. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Đối mặt với cầu môn. Lallana. Tình huống nguy hiểm. Bóng đã ra ngoài sân và sẽ có một tình huống ném biên. Rất bình tĩnh. Càng thà rất đúng lúc. Đường truyền không chuẩn xác. Và đoạt bóng rất hay. Chút xa. Tình huống mà khó qua có thể làm tốt hơn. Cuối cùng thì tỷ số cũng được mở. Một bàn thắng sẽ giải tỏa áp lực. Một bàn thắng để khai thông thế giới Bắc. Và một bàn thắng để hướng đến một cơ mưa bàn thắng cũng rất có thể. Tỷ số này đang là 1-0. Trong những trận đấu mà khu vực 16m50 của đối phương đã bị bịt chặt, người ta trông chờ rất nhiều vào những pha dứt điểm từ xa. Chỉ còn 2 phút nữa. Quả chuyền tương đối khôn ngoan. Và đúng lúc này trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu. Quý vị và các bạn thân mến, đúng lúc này thì chúng ta cùng đến với những trận vị chính của hiệp 2. Có thể nói rằng hiệp 1 của trận đấu này là một hiệp đấu đủ để cho chúng ta thấy được tương đối đầy đủ về năng lực cũng như bản lĩnh của hai đội vật thể bên này. Và họ có những cá nhân đủ để giải quyết các tình huống ở phía trên. Đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Pha chặn bóng rất tốt. Xử lý rất tự tin. Một pha lên bóng như vũ bão. Để mất bóng rất nguy hiểm. Pha bắt bài rất tốt. Lallana. Xoay sở rất khéo. Tình huống nguy hiểm. Và dứt điểm đưa bóng đi lên trời. Đáng tiếc là bóng đi ra ngoài. Pha bóng rất mạnh mẽ. Đường
chiến thuật tốt nên đã bị cản phá. Chúng ta có thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Dứt điểm. Và pha bóng rất dứt khoát. Phản công. Quá vất vả để chống đỡ. Dứt điểm. Vào. Pha ghi bàn rất bất ngờ. Như vậy là tỷ số đã được cân bằng. Rất nhẹ nhàng và đơn giản. Như vậy là cơ hội lại đang được mở toang ra cho cả hai bên. Dứt điểm đây. Không bầu. Một trận đấu của rất nhiều những chân sút tài năng, nhưng đây còn là trận đấu của những thủ môn xuất sắc. Huy ạ. Dứt điểm. Và như vậy là trọng tài đã mời còi kết thúc trận đấu. Trận đấu ngày hôm nay khép lại với tỷ số hòa. Đây là một trận đấu không quá vất vả đối với trọng tài. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị trở lại với trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi buổi bình luận sau trận đấu.